này thì các em nắm cho hai vấn đề. Thứ nhất là nếu các cái nhóm bệnh chính của u xương sụn gồm có những nhóm bệnh chính nào. Thứ hai là trình bày đặc điểm giải phẫu bệnh của u xương sụn thường gặp. Đây là hai cái yêu cầu mà cái bài học này các anh chị phải nắm nhé, các em phải nắm. Thì trở lại với slide đầu tiên thì tôi nói sơ qua với các em một chút, tức là kể từ năm học này thì hai cái bộ môn trước đây là bộ môn mô phôi và bộ môn giải phẫu bệnh pháp y ấy, thì nhập lại theo cái đề án tái cấu trúc nhà trường tạo nên một bộ môn mới, bộ môn ghép gồm có hai bộ phân môn là phân môn mô phôi và phân môn giải phẫu bệnh pháp y. Đó, đây là cái này trở thành bộ môn chung nhé. Và thực ra trước đây thì bộ môn giải phẫu bệnh và pháp y cũng là hai bộ môn riêng đó, nhưng mà trước đây được sáp nhập lại tạo nên bộ môn giải phẫu bệnh và pháp y. Thì kể từ năm học này á thì sáp nhập thêm cái bộ môn mô phôi nữa thành một bộ môn chung, đó là bộ môn mô phôi giải phẫu bệnh và pháp y nhé, các anh chị các em quen dần. Thì để vào bài thì bây giờ mình qua cái nhóm đầu tiên. Cái yêu cầu đầu tiên đó là nêu các cái nhóm bệnh chính của u xương sụn. Thì trước khi vào cái phân loại thì thầy muốn nói sơ qua về cái chung, cái đại cương chung của cái u sụn xương. Thì đây là một cái u cũng không thường gặp. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là nó liên quan đến vấn chẩn đoán và đặc biệt là vấn đề điều trị. Đó. Thì cái u sụn xương á, thì như các em biết á, là với những cái bệnh khác thì đôi khi cái vấn đề điều trị nó cũng có phần ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý, nhưng mà nó không, có lẽ là nó không sâu sắc và nó ảnh hưởng nặng nề bằng cái u xương, đặc biệt là cái ung thư xương. Các em cứ tưởng tượng là bây giờ có một ung thư của một cái xương xương ở chân chẳng hạn, ví dụ như xương đùi chẳng hạn, thì trong cái điều trị ấy, thì cái vấn đề điều trị cơ bản căn triệt căn cho bệnh nhân đó là người ta đoạn chi, tức là người ta cắt cụt cái chi đó đi. Các em cứ tưởng tượng là một cái tự nhiên một con người hai chân lành lặn đi lại như thế, bây giờ á, thì cắt một cái chân thì nó tất nhiên là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân thì đương nhiên rồi, nhưng cái vấn đề ở đây á, thầy muốn lưu ý cái là đó là nó ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý của bệnh nhân rất là lớn, kể cả cho bệnh nhân cũng như người nhà đó. Và cái vấn đề chẩn đoán chính xác được cái u xương đó là loại gì, đặc biệt là ung thư hay không, là đôi khi nó rất là khó, các em lưu ý. Và nếu mà trong quá trình chẩn đoán mà mình có một cái nhầm lẫn nào đấy để rồi mà điều trị cho bệnh nhân nó không đúng, đặc biệt như tôi nói lúc nãy đó là nếu như tôi cắt mất cái chi của bệnh nhân thì cái hậu quả nó cực kỳ nặng nề, đặc biệt là về tâm sinh lý cho bệnh nhân đó. Cho nên vấn đề cái chẩn đoán cho cái bệnh u sụn xương này thì rất là cẩn trọng, và đặc biệt là phải phối hợp của ba cái vấn cái nhiều càng nhiều thông tin càng tốt, đặc biệt là có ba cái nhóm thông tin mà chúng ta phải cần phải khai thác một cách rất là cặn kẽ cụ thể. Thứ nhất là về lâm sàng, đương nhiên rồi, tất cả bệnh đều thế. Thứ hai là vấn đề chẩn đoán hình ảnh, tức là chụp X-quang trong bệnh của bệnh nhân. Và cái thứ ba đó là mô bệnh học trong giải phẫu bệnh đó. Thì mặc dù cái chẩn đoán mô bệnh học là cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán là cái bệnh u bướu, đặc biệt là bệnh ung thư, tuy nhiên đối với cái u sụn xương, các em lưu ý là trong một số trường hợp là cái chẩn đoán mô bệnh học đôi khi rất khó khăn đó. Chút nữa tôi sẽ nói thêm. Và vì vậy cái việc kết hợp với các cái nhóm thông tin khác, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh rất quan trọng trong người bệnh học u xương, các anh chị lưu ý như thế. Và có một số tình huống là về lâm sàng X-quang rất là rõ cũng nghi ngờ về não tính, nhưng về mô bệnh học nó rất là hiền hòa lành tính. Ngược lại có một số trường hợp là cái mô bệnh học rất khó để nói nó là lành hay ác tính, đặc biệt là hướng đến cái ác tính rất nhiều. Tôi ví dụ như những cái trường hợp mà
những cái bệnh nhân mà có can xương sau khi gãy xương hoặc là sau những cái chấn thương hoặc là những cái trường hợp viêm xương thì cái hình ảnh mô bệnh học nó rất giống với ác tính. Đó, các em lưu ý như thế. Và như các em biết là nếu mà chúng ta không kết hợp với các cái thông tin khác như là cái tiền sử bệnh nhân có chấn thương hay không, có bị viêm xương hay không, nếu chúng ta chỉ dựa vào cái mô bệnh học thường quy ấy, và chẩn đoán rất dễ chẩn nhầm là ác tính. Và nếu như thế thì cái hậu quả là để lại rất là nặng nề. Như tôi nói ban đầu, nếu như mà mình chẩn đoán ác tính thì cái điều trị triệt căn cho bệnh nhân đó là đoạn chi. Đó, tự nhiên người ta hai cái chân đi lại như thế, cắt mất một chân, anh chị biết đó. Đó, về mặt chức năng đương nhiên rồi, nhưng mà về mặt tâm sinh lý, về mặt thẩm mỹ nó ảnh hưởng rất lớn cho bệnh nhân. Đó. Và tôi nhắc lại là cái vấn đề chẩn đoán trong cái bệnh u xương sùn thì việc kết hợp của ba cái thông tin là lâm sàng, X-quang, tức là chẩn đoán hình ảnh đó, chẩn đoán hình ảnh chung, X-quang và mô bệnh học thì là rất quan trọng nhé, các anh chị lưu ý cho. Đó, thì ở đây tôi cũng nhắc luôn đó là cái gì mà các thầy ấy, đặc biệt là tôi là nói là luôn luôn nổi tới nhấn mạnh kỹ như thế thì các anh em lưu ý nhé, vì tất nhiên đó là kiến thức cho các anh chị hành nghề sau này, nhưng mà một phần nữa tôi bật mí luôn là nói luôn nổi tới như thế kỹ thì chắc chắn là có câu thi nữa nhé, nên là lưu ý cho đấy. Đó. Rồi bây giờ mình trở lại cái yêu cầu 1, tức là gồm có cái nhóm u xương thường gặp nào. Thì có rất là nhiều loại, tuy nhiên có hai cái loại cơ bản chính thường gặp. Nhóm thứ nhất là u sùn, như ở đây. Thì người ta phân thành 5 nhóm. Thì có cái nhóm 4 nhóm đầu đó, là u lành tính. Thứ nhất là u sùn xương lành tính, thì đây là cái u thường gặp nhất của u xương, nhìn chung, nói chung. Nhóm thứ hai là u sùn lành tính, tức là chỉ có sùn thôi không có xương. Nhóm thứ ba là u nguyên bao sùn, đây cũng là cái nhóm u lành tính. Tuy nhiên trong thực tế thì đôi khi chẩn đoán nhầm về ác tính, đặc biệt là với cái loại này ấy, nó có một cái tiềm năng hay là một nguy cơ nếu như mà diễn tiến lâu dài tái phát nhiều lần thì có thể dẫn đến ác tính. Đó. Thì nhóm thứ năm đó là u xơ nhầy sùn. Đó. Thì nhóm này nó có ba thành phần luôn, xơ nhầy và sùn luôn. Và nhóm thứ năm ở đây là sạc cung sùn hay là ung thư sùn, đó, hay là u sùn ác tính này. Thì các em biết rồi, thì trong cái u liên kết thì u xương cũng nó nằm trong nhóm u liên kết thì người ta gọi là từ sạc cung, bao gồm các cái loại sau là u ở trung tâm nguyên phát hoặc là thử phát, rồi ngoại vi, biệt hóa ngược, trung mô và tế bào sạc. Thì ở đây là cái nhóm sạc cung sùn, tức là u sùn ác tính, đó, tức là u sùn. Cái nhóm đầu tiên là nhóm u sùn gồm có 5 cái nhóm như thế, được chưa? Cái nhóm thứ hai thường gặp gọi là u tào xương hay là u xương đó. Đó, gồm có 3 cái nhóm là u xương lành tính. Đó, nhóm thứ hai là u nguyên bào xương thì cũng giống như u nguyên bào sùn đó, thì u nguyên bào xương này cũng là u lành tính, tuy nhiên là một số cái trường hợp nó có cái tiềm năng, có khả năng tiềm năng ác tính. Đó. Và nếu như để nó điều nó tiến triển lâu và tái phát nhiều lần thì có thể dẫn đến ác tính sau này. Đó, thì lưu ý những trường hợp này phải điều trị rất là triệt căn. Nhóm thứ ba là ung thư xương hay là sạc cung xương đó, gồm có các cái thể, đó là thể thông thường, tức là thể tuyến điện đó thường gặp nhất, rồi thể giãn mạch, thể tế bào nhỏ, rồi trung tâm độ thấp, nhóm thứ phát, rồi cần vỏ, quanh vỏ và bề mặt độ cao. Đó, thì trong quyển u tào xương có 3 cái nhóm như thế. Đó là hai cái nhóm thường gặp nhất của u xương, tức là u sùn và u tào xương. Đó. Và trong một nhóm như thế còn chia cả cái nhóm nhỏ nữa. Đó. Trong cái nhóm cái u tào xương này thì như ban đầu tôi cũng đã có nói, tức là với cái nhóm ví dụ nhóm cần vỏ này, quanh vỏ và bề mặt độ cao này, thì trong cái đặc biệt là cần vỏ và quanh vỏ này thì cái về mặt cái chẩn đoán mô bệnh học rất khó khăn. Trong nữa các hình ảnh tôi sẽ chiếu cho cả em xem. Tức là cái hình ảnh mô bệnh học nó rất là hiền hòa và rất khó để nói nó là ác tính. Tuy nhiên về mặt lâm sàng, về mặt chẩn đoán hình ảnh thì rất rõ của một cái ung thư. Đó. Cho nên tôi cũng nhắc lại cái sự trong chẩn đoán u xương sùn, việc kết hợp giữa
nhiều yếu tố, càng nhiều yếu tố càng tốt, trong đó ba cái nhóm đó là gì? Lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học là rất quan trọng để chẩn đoán bệnh các em nhé. Rồi. Thì đó là hai nhóm thường gặp nhất. Ngoài ra còn có thể có các cái nhóm khác, đó là u xơ và mô bào xơ, rồi sarcom Ewing, rồi u tảo máu như là u tủy tương bào lymphoma, rồi u cơ trơn, u mỡ, u thần kinh. À đây, đây là cái nhóm mà mình cứ nghĩ rằng nó chỉ có trong u mô mềm, tuy nhiên ở trong xương nó cũng có. Anh chị lưu ý nhé, các em lưu ý nhé. Các cái nhóm khác như là cái loạn sản sơ xương, u men, rồi di căn. À, cái gì đấy, xương cũng là một cơ, một trong những cơ quan rất dễ gặp trong di căn nhé. Rồi tổn xương thì là loạn xương. Rồi 10 là các tổn thương khớp như là đa u sụn, bao hoạt dịch đó. Đó, tức là nó u đau sụn nằm trong nồi khớp ấy. Đó, thì đây là các cái nhóm ít gặp hơn ở trong xương. Đó, như vậy nó phân thành 10 nhóm như thế, tuy nhiên có hai cái nhóm chính, đó là cái nhóm u sụn và u tạo xương. Đó. Đó, nói đến đây là không biết các em đã hiểu vấn đề chưa? Đó, khi nghe đến cái u xương thì như vậy là cũng là rất là hay, nghe cũng rất là khó, rất là xương mà đúng không? À, xương sóc đó. Thì nhưng mà tôi nghĩ là đến lần đây thì các em cũng nắm được cơ bản thì u xương cũng gọi là gì rồi chứ. Đó. Rồi bây giờ ta đi qua cái giải phẫu bệnh hay là mô bệnh học một số các cái trường hợp u thường gặp nhé. Thì thường cái u thì vị trí của nó thường gặp là xương dài và gần khớp gối. Đó, đây là khớp gối nhé, bên phải đây. Thì về mặt lâm sàng thì như là u xương sụn xương lành tính là nó nằm bên trái này, thì là bên trái này, còn sarcom xương cái ung thư xương là nằm bên phải đây. Thì đối với cái u lành tính ở bên trái thì cái tổn thương chúng ta thấy có một gồ cục ở đây, thì nó sưng cục cứng, bề mặt trơn láng, da và mô mềm di động dễ dàng, và cái bề mặt da này màu sắc cũng như tính chất nó không thay đổi, nó giống như cái da bình thường trước đây và ở vùng lân cận này. Đó, và cái khối đây nó rất là gòn. Đó, và da chúng ta ở trên này, chúng ta khi khám chúng ta trượt cái da này thì nó di động rất là dễ dàng. Đó là hình ảnh của một cái u lành tính. Trái lại với bên phải đây chúng ta là với cái u lành tính thì cái tổn thương em thấy á, cái tổn thương đây nó lan tỏa, nó không cố trụ như bên trái đây, nó lan tỏa ở vùng cổ này, thì mô mềm phía trên này nó ít di động, và khi chúng ta khám chúng ta trượt cái da trên này thì hầu như rất là ít di động và khó trượt. Da ấm và tĩnh mạch ở trên da này, cả cái răng màu xanh đó nó nổi rõ lên đó, chúng ta sờ vào thì da ấm và nổi rõ lên. Đây là cái đặc điểm lâm sàng của ung thư ạ, cái u ạ tĩnh của xương đó. Vì mặt lâm sàng chúng ta đã rất là nghi ngờ, tuy nhiên để khẳng định nó thì đương nhiên người ta sẽ làm một công việc nữa, đó là người ta chụp X-quang và sau đó người ta sinh thiết một cái mạch nhỏ ở cái tổn thương này đó. Thường là người ta bằng kim hoặc là người ta giật tổn thương và lấy một cái mộc nhỏ ở cái vùng tổn thương xương này, người ta làm mô bệnh học nha, để chẩn đoán xác định. Thì đây là một trường hợp đầu tiên mà tôi muốn nói đến, đó là cái u xương sụn lành tính. Thì đây là cái u thường gặp nhất của u xương. Thì về mặt mô hình ở bên trái đây chúng ta thấy là một khối u hình nấm có cuộn ở đây đó, u có cuộn mà chúng ta thấy, và hình ảnh ở trên bên phải là chụp X quang ở đây, chúng ta thấy cái u nó gòn gàng ở đây, bắt màu tức là đậm màu, có nghĩa rằng là màu mờ ở đây đó. Và ở bên dưới bên phải đấy đó là hình ảnh mô bệnh học, thì đặc điểm của nó là cái mủ phía trên này là sụn, tính chất sụn, và ở dưới này là xương, xương ở đây là xương xốp cùng cả cái bè xương màu hồng đỏ, và ở dưới này là tổ chức liên kết lỏng lẻo đó, phía trên là nắp sụn và ở dưới là xương, xương này xương liên kết. Đây là cái u thường gặp nhất trong cái u sụn xương lành tính đó. À, một cái trường hợp tiếp theo thì là một trường hợp khác, chúng ta thấy cái mô hình nó khác hẳn. Cái u ở đây hình súp lơ và không có cuộc,
đó các anh chị thấy đây, mình không có cuống, mình chụp lớn như thế này mô hình, và thường ở vùng hành xương ở đây, còn ở đây là vùng đầu xương, quá cái lực sùn ở đây là phần lực đầu xương nhé. U thường xuất hiện ở vùng hành xương, anh chị lưu ý. Thì ở đây là về mặt đại thể và về mặt x quang, đây đây là x quang bên trái này, còn bên này là đại thể khi nó cắt cái u ra đây, thì chúng ta thấy có cái hình ảnh mà đầm đồ xương nó tăng lên và nó tua ra như thế này. Người ta họ hình ảnh này người ta còn gọi là hình ảnh sunburst. Sunburst được dịch là gì em? Nhẫn. Nhật ơi, sunburst người ta còn dịch ra cái từ gì? Em thấy trên hình đó. Nhật nghe thấy nói không? Ừ, sunburst á, sunburst, cái hình ảnh trên đó, cái tiếng Anh người ta dùng hay dùng sunburst. Vụ nổ mặt trời, ừ thì cũng gần đúng. Ừ, à, sunburst này á, thì các anh chị thấy nó dùng, ờ à, đúng rồi. Sunburst ở sàm nắng ở cũng gần gần như thế, nhưng mà cái từ này á, thì người ta dịch ra tiếng Việt á, thì có hai cái chữ người ta hay dùng, đó là cái hình ảnh đám cỏ cháy hoặc là hình ảnh tia mặt trời nhé, chứ không phải là vụ nổ gì đâu nhé. Rồi đó, đây các anh chị thấy nó tia ra như thế này, hoặc là giống như đám cỏ cháy á, nó cháy bùng nó như thế này đó, em thấy rõ hay. Rồi rồi cái hình ảnh đây là cái sụn sạc cốm sụn nó hay gặp ở ba cái vị trí, đó là xương chầu, xương dài hoặc là xương sườn. Thì ở đây là cái tổn thương u ở bên phải, đây là hình ảnh x quang đó, nó vùng giảm âm ở trung tâm của cái xương, đây là đại thể cắt ra ở giữa này đó, ở đây chúng ta đã đại thể. Và đây là hình ảnh mô bên học của cái sạc cốm sụn, nó có hai cái đặc điểm lưu ý. Thứ nhất là chất nền rất là phong phú, bắt màu xanh tím đó, và lộ chỗ ở giữa đó là nhân của các tế bào ác tính. Các anh chị thấy cái nền của nó đây màu xanh tím đấy các em ạ, đó rất là nhiều, và lộ chỗ ở giữa đó là các tế bào đó, ác tính. Đặc điểm thứ hai là nó phá hủy các cái bè xương màu đỏ ở đây, đây các anh chị thấy nó phá hủy đây, thấy chưa, đây là xương đấy, xương còn lại nó phá hủy ra đây đó, hai cái đặc điểm. Và tôi nhắc lại cái sạc cốm sụn rất là dễ nhận biết, đó là cái chất nền của nó màu xanh tím rất là nhiều, phong phú đấy, nó màu xanh xanh tím này, ở giữa đây là cả cái tế nhân của tế bào ung thư, nó nằm ở giữa cái chất nền màu xanh tím như thế này. Và cái đặc điểm thứ hai nó phá hủy cả cái bè xương ở đây đó, đó là sạc cốm sụn nhé. Đó là cái nhóm thứ hai của cái u sụn mà là ác tính. Rồi đây, đó sạc cốm sụn đó, đây là cái chất nền rất là phong phú màu xanh tím, và ở giữa nó có cái nhân, có cái tế bào ác tính nhé, đó là sạc cốm sụn. Rồi mình đi tiếp một cái nhóm của cái u lành tính của u xương. Thì về mặt mô hình thì các em thấy một cái nhỏ cái tổn thương ở đây rất là gọn gàng, chứ khi chụp trên này trên phải là chụp x quang là nhóm đầm đồ xương nó tăng lên. À, tuy nhiên là nó không không có hình ảnh như sunburst như chúng ta mình thấy đó, đó nó đầm đồ đều ở đây đó, không có phản ứng mang xương nào cả đó. Và đây là mô bệnh học, một cái tổn thương ở đây rất là gọn gàng, và đặc điểm nó có hai cái đặc điểm. Thứ nhất là chất nền màu hồng đỏ nhàn xương, thứ hai là tế bào nó rất là ít đó, tế bào ở giữa này là sơ và tế bào rất ít và rất là hiền hòa. À, đây là hai đặc điểm của cái u xương lành tính, giới hạn rõ, chất nền đây là màu hồng đỏ nhiều đấy. Đặc điểm thứ hai là các cái tế bào u ở đây rất là ít, chủ yếu là sớ và rải rác các tế bào dạng như là tế bào hình thoi hiền hòa. À, còn đây là cái xương bình thường của bệnh nhân, người ta cắt thêm và cắt kèm với cái u ở đây chứ. Cái u xương này thì cũng ít gặp so với cái u sụn xương lúc nãy mình thấy. Một cái nhóm khác
Tiếp tục trong cái nhóm u xương, đó là sạc cụm xương, thì hình ảnh ở đây chúng ta thấy hình ảnh giống như súp lơ, không có cuống, giới hàm nó tung ra, nó khác với u xương lành tính mà lúc nãy mình vừa học, nó gọn gàng ở đây nhé. Đấy, thì đây là hình ảnh mà chụp x-quang, chúng ta thấy cái sạc cụm xương, hình ảnh hủy và đặc xương lăn xen kẽ ở đây, đây có một tổn thương ở đây, các em thấy hình ảnh đặc xương, nhưng mà hình ảnh đám cỏ cháy đây rất là rõ, gọi là sunburst. Đây các anh chị thấy nó tung 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 ra à, đây, và ở đây có cái màng xương nó dày lên, và chúng ta thấy ở đây nó hủy cái màng xương, nó bình thường cái màng xương thì chúng ta không thấy đâu, giống như ở bên này ấy, nhưng mà đây nó cho được màng xương dày lên ở ngoài xương và ở cách với cái mô mềm xung quanh đây, và đây là hình ảnh mà cái mô u ở đây để cho nó phá hủy cái màng xương, nó lan ra cái vùng mô điểm ở đây đó, thì bạn x-quang đây. Còn ở đây lên ảnh chúng ta lại thấy u xương lành tính đó, chúng tôi nói đó, cái kết hợp giữa cái x-quang trong u xương rất là quan trọng các em ạ. Đó, đây đó hình ảnh mà sunburst, các tế bào nó bung ra ngoài xương này, đây là xương nhé, đây là bung ra mô mềm, nó tạo nên hình ảnh giống đám cỏ cháy, nó giống bung ra như thế này, đây là hình ảnh đại thể khi mà cắt cái xương ra đó. Và đây là hình ảnh vi thể của cái ung thư xương đó. Thì cái chất có hai cái đặc điểm là chất nền dạng xương màu hồng ở đây, chất nền đây không phải là màu xanh tím như là trong cái u sùn, mà chất nền ở đây là màu hồng đỏ đó. Và ở phần còn lại đó là các cái tế bào u rất là kiềm tính và mang tính chất ác tính rất rõ, nó khác hẳn so với cái u xương lành nhá. U xương lành thì tế bào ở đây rất là ít, hầu như là sơ, và tế bào rất hiền hòa. Đây là phóng to các em xem. Đây là cả cái nhân của nó rất kiềm tính, to nhỏ không đều nhá, đầy đủ của tính chất ác tính. Còn đây là chất nền xương màu hồng đỏ. À, đây là sạc cụm xương. Thể thông thường hay là thể kinh điển, đây là cái thể thường gặp nhất nhá. Đó, như vậy là mình đi qua bốn cái u xương thường gặp, đó là u sùn xương, và năm u sùn nó gồm có u sùn xương lành tính và sạc cụm xương. Đó, còn ở bây giờ mình vừa học xong đó, tiếp đem xong đó là cái u xương lành tính, và đây là sạc cụm xương thể thông thường. Đó, được chưa? Rồi, nói đến đây không biết là các em đã hiểu hiểu nắm được vấn đề không? Mời lập trường lập lập phó tập lập B được không em? Ừ, có khó lắm Trang, lúc đầu nghe u xương nó có ái ngại làm không, bây giờ thấy ổn không, phải nắm được dễ hiểu không? Dạ. Ừ, được rồi. Đoàn Phượng Thùy Trang ấy được ấy. Rồi. Đó, rồi. Thì ở đây tôi cũng nói thêm về các em biết thêm nữa là các em là cái thế hệ gọi là cái lứa đầu tiên mà được học cái bài này trong cái chương trình của Y Đa Khoa. Chứ còn tôi nhớ không nhầm thì từ trước đến nay, từ khi thành lập trường đến nay thì cái bài u xương này thường được dạy sau đại học thôi. Đó, tất nhiên là nó sâu hơn, nhiều hơn, nhưng mà cho đại học thì chưa được dạy bài này. Đó, thì đây cũng là cái điều mà mua đồ trong chương trình chúng tôi có thể đưa vào được. Đó, thì cũng tất nhiên là học thêm thì nó hơi vất vả thêm, nhưng mà biết thêm như thế thì sau này nó đỡ khuyết, đỡ hỏng cái kiến thức sau này các em ra đưa trường và hành nghề, đúng không? Đó. Thì tôi cố gắng đưa là những cái phần cơ bản nhất cho em nắm. Đấy. Còn đương nhiên thì trong quá trình học và sau này thì các anh chị phải đọc thêm trong tài liệu tôi có gửi ở đó, và tất nhiên là phải đọc thêm ở ngoài nữa nhé, học thêm ở trên mạng, rồi sách vở trên thư viện nhiều lắm, các em lên đọc thêm, mình học u xương nhé. Chứ còn kiến thức thì các thầy chỉ có thể đưa những kiến thức nền tảng thôi, cơ bản anh chị nắm. À, còn một điều sâu hơn, nhiều hơn thì các anh chị phải đọc thêm nhé. Và tôi cũng trước đây thì hình như năm ngoái học tôi cũng đã nói với anh chị
Thì thay vì anh chị lên một ngày 4, 3, 4 tiếng Facebook thì cũng xin 30 phút đọc trước cái bài trên Moodle một chút đúng không? Còn nữa thì đến bây giờ thì yêu cầu thám hơn tí, tức là những cái bài mình đã được đọc học của thầy đưa rồi thì xin các em khoảng 15 20 phút nữa thôi, không nhiều nữa, để đọc thêm ở bên ngoài nhé, ngoài các cái bài mà các thầy đưa, đọc thêm cuốn sách trên thư viện hoặc trên mạng cũng được nhé, nâng cao thêm kiến thức sau này cảnh hành nghề nó tốt hơn nhé. Bây giờ ta như vậy có các cái nhóm cơ bản như thế, bây giờ mình xem thêm một số các cái bệnh khác mở rộng hơn đấy. Thì đây là một cái sạc cụm cần hoặc là dưới vỏ, thì đây là cái mô hình tổn thương, đây là cái vỏ của xương nhé, và cái tổn thương nó nằm ngay dưới vỏ đây. Đó. Ngay dưới vỏ thì ở phần dưới phải đây là cái hình ảnh vi thể mô bệnh học, thì các em thấy á, đây là cả cái chất nền xương màu hồng đỏ rõ rồi, nhưng mà ở mô u ở đây các anh chị các em thấy cả cái tế bào u đây rất là thưa thớt, và đặc biệt là nhân của nó rất tròn và đều và không giống như cái hình ảnh lúc nãy mình thấy chặt khúc xương ở đây, cả cái tế bào đây và đây những tế bào hạt nhân rất rõ đấy anh chị thấy đó. Đấy. Thì nó khác hẳn ở đây, cả cái tế bào nhân rất tròn đều hiền hòa, thì với cái mô bệnh học như thế này ấy, thì không ai nghĩ là nó ung thư đâu các anh chị, và rất là khó khăn nếu như mà không có thông tin lâm sàng mà chị nhìn cái mô bệnh học như thế này, nói thật với em là hầu như không ai dám chẩn đoán ác tính cả, ngoài trừ là mình thấy rằng là cấu trúc xương nó không còn nữa, một vài cái tế bào liên kết đây nó có vẻ vùng này nó hơi đầm đồ tế bào nó tăng lên, nhưng mà nhân nó rất hiền hòa, em thấy nó tròn đều như thế này đó. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì, nếu chúng ta nhìn cái hình ảnh X-quang thì nó hoàn toàn khác. Ở đây hình ảnh đây các anh chị thấy hình ảnh đây là hình ảnh gì, lúc nãy mình thấy đó, đó X-quang của cái trường hợp đó đó, sunburst đó, hình ảnh đám cỏ cháy ở đây rất rõ, và trên lâm sàng người ta chụp ảnh ra người ta nói hầu như người ta nhìn hình ảnh này gần như là người ta nói cái này là ác tính hết, và hầu như là như thế. Tuy nhiên khi người ta xin kiểm tra gửi cho mình thì hình ảnh mô bệnh học ở đây chúng ta thấy nó rất hiền hòa đó, cho nên là nói thật với các anh chị có những cái trường hợp mà khi chúng tôi chẩn đoán thì mổ sinh tiết xương là ngại lắm, hầu như các thầy ngại lắm, tôi thì chuyên về sợ hơn sợ hơi sâu với cái này, cho nên cũng phải đọc cái những trường hợp khó. Thì nói thật với các anh chị đôi khi mùa đông á, rất là như thế đó, đọc một cái trường hợp xương này xong chẩn đoán ung thư rồi đó, về buổi trưa xin thôi các anh chị là thứ nhất là ăn cơm mà không ngon, ăn cơm rất là nuốt cũng xuống, thứ hai là cái áo blue mùa đông lạnh thế mà nó ướt đẫm cái áo, là khi đọc một trường hợp xương như thế này đó trăn trở lắm, rất trăn trở các anh chị. Nhưng mà thường những trường hợp nếu như mình biết có kiến thức đó và chịu khó và phải hỏi bên lâm sàng, đặc biệt là tham khảo cái phim X quang như thế này, còn có bệnh nhân thường là mình khó tiếp xúc bệnh nhân, bởi vì cái bên khoa mình thì không tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân, thì nhưng mà mình có thể tham khảo cái hình ảnh X quang như thế này, thì như vậy là người mở cho chúng ta và mình chắc tay hơn, yên tâm hơn trong chẩn đoán của mình, được chưa? Đó, đây là một cái trường hợp trong cái u xương đó. Thì ở đây ấy, thì câu chuyện là mình chẩn đoán nhầm, nó lành tính chẩn đoán ác tính thì quá nguy hiểm rồi, thì đó không nói rồi hả, đó để lại hậu quả quá nặng nề như thầy đã nói. Nhưng mà trường hợp khác trái lại ngược lại thì nó cũng không phải hay ho gì, ho ác tính đó mà mình chẩn đoán không không phải ác tính, tôi ví dụ như thế, và chúng ta nói theo dõi thêm thì tất nhiên là cũng được, nhưng mà như thế thì nó không tốt cho bệnh nhân cả gì. Những cái trường hợp ung thư không chỉ là ung thư xương riêng đâu mà tất cả loại ung thư khác á, thì với cái sự phát triển của y học hiện hiện đại bây giờ á, thì cái bệnh ung thư các em lưu ý không phải là không điều trị lành được đâu, mà vấn đề là điều trị lành được nhưng vấn đề là giai đoạn nào mà thôi, nếu chúng ta phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị được lành cho bệnh nhân hoàn lành hoàn toàn á đó. Đó vấn đề ở đây là phải sớm, cho nên những trường hợp mà bệnh nhân tới chúng ta phải chẩn đoán sớm cho họ chừng nào tổ chức đó đó, chứ chúng ta chẩn đoán chúng ta nghi ngờ thế này nghi ngờ thế kia theo dõi thêm thì cũng được, nhưng mà không phải như thế thì nhưng mà nó làm trễ chậm của bệnh nhân đi thấy chứ đó, như thế thì cũng cũng không phải là tốt. Vấn đề chúng ta phải chẩn đoán chính xác và sớm cho bệnh nhân đó. Thì đây là một trường hợp mà như tôi có ví dụ mà cái trong đầu bài thầy có nói đó, đó với cả cái nhóm một số thôi, chứ không phải là nếu như nhóm thông thường như chúng ta lúc nãy thì mô bệnh học rất rõ về chẩn đoán, nhưng những cái nhóm khác
ví dụ như là sạc cụm xương cần hoặc là dưới vỏ như thế này. Như trường hợp này thì về mặt mô bệnh học hầu như rất khó khăn, chỉ có thể nghi ngờ thôi. Đó. Và việc kết hợp với lâm sàng, đặc biệt là với chẩn đoán X quang ở đây là rất cần thiết, thấy chưa? Để chị lưu ý nhé. À, cái trường hợp, một cái trường hợp khác u ít gặp nhưng mà cũng rất đặc biệt, đó là u tế bào khổng lồ. Đây, cái u này về mô hình nó thường gặp ở vùng đầu xương và hành xương. Đây là hành xương và vùng đầu xương như tôi chiếu lại. Và trên mặt X quang ở đấy thì nó một cái vùng giảm đầm độ khuyết xương, hủy xương, tức là giảm đầm độ đấy ở vùng đầu xương đấy và vùng vùng đầu xương đấy và vùng hành xương ở đây. Nó thường tổn thương liên quan cho đến hai cái phần của xương, đó là hành xương và đầu xương. Đây là xương chày nhé. Đây là xương đùi, còn ở dưới đây là cái cặp gối này, đây là xương chày và đây là xương mát, bị giải phẫu anh chị đã học chưa? Đó. Đấy, về mặt vi thể thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái tế bào khổng lồ đa nhân ở đây. Cho nên vì thế người ta còn gọi là u tế bào khổng lồ là vì thế, một cái tế bào nó rất nhiều nhân ở trong này. Đó. Đây, một cái tế bào như thế này và trong này nó có rất nhiều nhân. Tất nhiên ở bên ngoài này là các cái tế bào đơn nhân. Đó, và nhân ở bên ngoài này nó giống với nhân của cái tế bào khổng lồ trong này. Đó. Đây là u tế bào khổng lồ nhé. Đó, rất đặc biệt. Và về mặt chẩn đoán hình ảnh đôi khi nó rất khó nói được đây là u loại gì. Và những trường hợp như thế này đôi khi người ta nghĩ đến là một cái nám xương, hoặc là một cái dạng mạch xương ở trong xương, hoặc đôi khi là một cái u ác tính thực sự, nó gây chuyển xương. Nhưng mà về mặt mô bệnh học thì rất rõ chẩn đoán, tức là gồm rất nhiều các cái tế bào khổng lồ đa nhân như ở đây chứ. Và đây tất nhiên chỉ là đơn nhân. Thì cái u tế bào khổng lồ này có thể phân thành 3 mức độ. Độ 1 là lành tính, thì những cái trường hợp này là các cái tế bào khổng lồ đa nhân là nhiều, còn tế bào đơn nhân là ít và tế bào tương đối hiền hòa. Cái nhóm thứ hai là nhóm giáp biên, rồi giáp biên ác đó. Đó. Thì cái nhân của tế bào này bắt đầu đơn nhân là nhiều hơn và bắt đầu không điển hình, to nhỏ hay không đều. Còn cái nhóm thứ ba là tế bào khổng lồ ác tính, thì thường là các tế bào đơn nhân là nhiều hơn và rất ác tính, đầy đủ của tế bào ác tính. Đó. Như vậy u tế bào khổng lồ có thể lành tính, giáp biến ác hoặc là ác tính, nó dựa vào cái mô bệnh học để người ta phân đồ, thấy chưa? Và tất nhiên tùy theo từng loại mà tiên lượng và điều trị nó khác nhau, thấy chưa? Đó. Và đây là cái sơ đồ mà trong cái quá trình chẩn đoán cũng như là cái điều trị của bệnh nhân, tôi cũng chiếu cho các anh chị biết thêm. Thì sau khi lâm sàng có cái tổn thương và nghi ngờ thì người ta chụp một cái phim X quang tiêu chuẩn, tức là conventional X-ray. Thì với trường hợp lành tính thì người ta sẽ điều trị theo cái hướng lành tính. Với hai trường hợp còn lại, tức là chẩn đoán có vấn đề hoặc là chẩn đoán nghi ngờ ác tính, thì với cái chẩn đoán nghi ngờ này, chẩn đoán có vấn đề, thì người ta thường chụp cái cắt lớp vi tính. Thì nếu lành tính thì người ta điều trị theo hướng lành tính, còn nếu nghi ngờ, nếu CT nghi ngờ thì người ta thường chụp thêm cái MRI, thì chụp và sau đó tiếp theo thì người ta thường sinh thiết cái tổn thương để làm mô bệnh học. Như tôi nói là người ta xẻ ra, người ta cắt một cái mẫu nhỏ ở nơi cái tổn thương đó, người ta là kết hợp với mô bệnh học đó, và sau đó tùy theo kết quả của mô bệnh học để người ta có cái hướng điều trị tốt nhất, hợp lý nhất cho bệnh nhân đó. Thì ở đây tôi muốn để cái tiếng Anh cho các em xem, thì trong quá trình học cũng như là hướng dẫn học tập thì nhà trường cũng và chương trình cũng yêu cầu là cố gắng đan xen một số các cái từ tiếng Anh cho các em tiếp cận dần, làm quen với các cái từ tiếng Anh để sau này các anh chị đọc sách này, rồi có thể là đấy, hợp tác làm việc thì các cái từ tiếng Anh các em biết thêm như thế cũng rất là tốt chứ. Đó, như vậy cái bài của chúng ta đến đây là tôi cơ bản đã trình bày các cái nội dung chính của cái bài u xương này nhé. Thì bây giờ tôi để cho các em khoảng một thời gian ngắn nữa, 10-15 phút nữa,
rồi 8 giờ tôi phải trả lại một cái lớp cho bốn môn khác học đúng không, lớp B hay lớp D, lớp D hay lớp B gì đấy. Nhưng mà để khoảng 10 15 phút thì các em có câu hỏi gì thì xin mời các em hỏi nhé. Rồi mời các em có gì chưa rõ hay cần trao đổi nói thêm gì các em cứ hỏi nhé. Thì đương nhiên là đây là những cái phần cơ bản mà các anh chị phải nắm, bởi vì còn trong sách thì đương nhiên các anh chị phải đọc hệ thống sách. Những cái phần mà thầy dạy đây thì đương nhiên là phần thi là chủ yếu, nó nằm trong cái này. Và tất nhiên là như thế là đủ cho các em đầu nếu như mà học cái phần giảng. Tuy nhiên thì để muốn điểm cao và đặc biệt là có điểm 10 thì đương nhiên là các em phải học thêm ở trong sách nữa đó, và đương nhiên như thầy nói là phải học thêm ở ngoài nữa thì mới được, thấy chưa? Đó, nhưng tất nhiên là mình muốn đầu thôi đủ thôi thì như thế cũng được. Rồi thầy sẽ trả lời từ u xương dạng xương nó khác với u xương không thầy? Thực ra cái từ này ấy, là một đó thôi, u xương dạng xương hay là u tạo xương đó thì là nó giống nhau đó thôi nhé. Cái từ u xương là cái từ chung, thì cái từ u xương á nó gồm có một nhóm bao gồm u sùn này, u sùn xương này, u xương và các cái nhóm khác ít gặp, là cái từ chung. Tất nhiên cái u xương dạng xương hay là u tạo xương đó là cái nhóm u xương mà nó biệt hóa theo dạng của u xương đó. Ký hiệu cộng trừ hay là ba cộng trong sách có nghĩa là như thế nào? Cộng trừ này có thể gặp hoặc không, và còn ba cộng này rất thường gặp đó. Khóa ấy rồi mời các em nếu như có cái vấn đề gì nữa. Dạ, cơm trùn xương nó có em ạ, à, vẫn có. Tất nhiên có những cái thể nó không có, ví dụ như thể trung tâm thì đôi khi mình thấy rõ được mà nó chỉ có cái hình ảnh của cái khuyết xương ở trung tâm mà thôi. Nhưng mà cái hình ảnh sân bớt nó vẫn gặp ở ở sạc cơm trùn xương hoặc là sạc cơm xương chung. Đó. Cái này yếu tố nguy cơ thì thường là những cái trường hợp mà mình điều trị mà không triệt để từ những cái u tế bào khổng lồ lành tính và nó tái phát đi tái phát lại nhiều lần thì nó dễ dẫn đến là tăng độ và nó tiến triển thành cái u ác tính, thì trong lâm sàng thường là như thế. Cho nên cái ngay từ ban đầu mình phải điều trị triệt căn, điều trị triệt để cho bệnh nhân thì nó sẽ lành hẳn, thì nó ít có nguy cơ dẫn đến ác tính sau này. Còn mà nếu điều trị không triệt để mà để tái phát lui phát tới nhiều lần thì đó là những yếu tố rất là nguy cơ dẫn đến cái ung thư sau này. Nguyên này. Các em nào có câu hỏi thì cứ hỏi, còn cái lớp nào đó lấy như 8 giờ và học môn khác thì các em có thể cứ áo đi nhé, áo đi mà học các môn cái môn tiếp theo hình như 8 giờ thì phải cho kịp, cho còn 10 phút nữa. Thầy chiếu lại slide u sùn có các dạng gì giúp em được không? Dạng gì là sao hè? Thầy chưa rõ cái câu hỏi của em là thế nào. Ý của em là sao? Mi, Trần Thị Diệu Mi. Ý em hỏi là sao?
U sụn có các dạng gì giúp em được không? Cái slide hả? U sụn có các rồi. Đây cái u sụn nó còn 5 cái nhóm: u sụn xương lành tính, u sụn lành tính, u nguyên bao sụn, u xơ nhầy sụn và cái nhóm là ung thư sụn. Thì trong cái ung thư sụn người ta phân thành các cái nhóm như là trung tâm, ngoại vi, biệt hóa ngược, trung mô và tế bào xác. Đây là các hình ảnh vi thể em ạ, và vị trí của cái sarcom đó. Em nói là thầy ơi làm sao mình phân biệt được u tại xương là u nguyên phát hay do chỗ khác di căn đến à? Vâng, cái ung thư mà của các của các cái cơ quan mà di căn khác của u nguyên phát, tất nhiên là cái quan trọng ở đây là vẫn là cái phát, mình phải khám một cách tổng quát. Và vì thế các thầy hay dạy các em, tức là khi khám bệnh nhân hay là làm kiểm tra thì là một cách tổng quát. Tổng quát ở đây có nghĩa là toàn thể, toàn bộ cơ thể và kể cả cái tiền sử, bệnh sử của bệnh nhân đó. Thì để mình xem là tất nhiên là cái di căn thì thường đến xương là ung thư biểu mô, và đương nhiên trên cái vi thể thì cái ung thư biểu mô nó khác với sarcom, hoàn toàn khác nhau về mặt vi thể em ấy. Và trong những trường hợp khó phân biệt thì người ta làm thêm các cái xét nghiệm khác cao cấp hơn, đặc biệt là người ta sẽ làm cái hóa mô miễn dịch thì có những cái dấu ấn mà mình kết hợp với cái vi thể, mô vi thể có một số dấu ấn thì người ta phân biệt được là cái nguồn gốc của tế bào u này là nguyên phát ở của xương hoặc là do di căn từ cơ quan khác đến em ấy. Thầy ví dụ thêm như bạn Phạm Lam Nhi hỏi rất hay đó, tức là một cái bệnh nhân vào với một cái đau ở xương nào đấy rồi chụp phim lên X-quang thấy một cái khuyết xương hay hủy xương, và kèm với đó ví dụ như là có bệnh nhân có một cái u ở phổi đó, cho nên mình phải khám toàn diện của bệnh nhân là vì thế. Như vậy thì vấn đề ở đây là có một cái u ở phổi rồi sau đó có những cái tổn thương u ở xương, khuyết xương như thế, thì cái đầu tiên mình vẫn nghĩ đến là nếu như có hai cái tổn thương của một cái cơ quan nào đó rồi đến sức và một cái khác là u xương, thì cái về mặt lâm sàng và thực tiễn là người ta vẫn nghĩ đến là như vậy cái u này, u ở xương đây rất có thể là di căn đó. Thì người ta sẽ xét nghiệm cái u phổi rồi xét nghiệm cái u ở xương đó thì mình sẽ biết được là nó là nguyên phát của xương hoặc là do di căn từ phổi mà xa đó, trong thực tế là như thế. Còn nếu như người ta phát hiện chắc cái u xương không thôi, còn cả cơ quan khác không thấy gì cả, thì như vậy về mặt lâm sàng thì người ta vẫn nghĩ đến, thường nghĩ đến nhất là cái nguyên phát chứ. Tuy nhiên người ta phải xin thiết kế tổn thương ở xương đó để xem như vậy cái tổn thương đó về mặt vi thể nó có phải là của xương hay là nghi ngờ của di căn, cơ quan khác di căn. Và tiếp theo nếu như nghi ngờ thì người ta sẽ làm thêm các cái xét nghiệm khác, đặc biệt là hóa mô miễn dịch đó. Vậy thì khoa chẩn của bệnh chúng ta là phát triển cái hóa mô miễn dịch này cũng đã được 10 năm nay và phát triển rất là tốt và giúp ích rất nhiều trong vấn đề chẩn đoán mô miễn học. Và vì thế về mặt chẩn đoán cũng như tiên lượng và định hướng điều trị cho bệnh nhân là rất là tốt. Như vậy.